Diễn đàn nâng cao kỹ năng số cho người lao động đáp ứng với yêu cầu kỹ năng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Phái đoàn Di cư Quốc tế IOM tổ chức với sự tham gia của công nhân lao động và cán bộ công đoàn thuộc các doanh nghiệp tại 4 tỉnh triển khai dự án là Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai. Sáng 12 tháng 3, diễn đàn đã diễn ra tại Thái Nguyên với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm nâng cao hiểu biết cho người lao động về kỹ năng số và kỹ năng mềm, giúp người lao động chủ động nâng cao trình độ tay nghề, mở rộng cơ hội việc làm trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay. 500 đại biểu đã được tiếp cận nền tảng học tập trực tuyến tại địa chỉ công dân số.edu.vn và được trải nghiệm cung cấp kiến thức qua những câu hỏi trò chơi hội nhóm.